Hôm nay mình xuống cho anh Thái để chia sẻ các bạn một chút cái kinh nghiệm của anh Thái bán hàng cũng như là tư vấn cho bà con về cái đoạn bắt đầu mùa mưa, nó đang mưa nhiều thì bây giờ mình phun cho cây bưởi cam quýt thì các loại nào để cho tốt chống xì mủ nhỉ? Về sắp thua đúng không? Ở giai đoạn này thì trên cây bưởi là mà cái sâu bệnh quan trọng nhất là một là diệt sáp diệt kim này, nó chích hút kia nhựa cây thì nó làm mà khô cành này. Khô cành héo lá đấy là do cái con những con chích hút như diệt sáp diệt kim này. Đây mới à? Là này cũng lâu rồi nhưng mà cái này nó hơi đắt. Đấy. Tốt. Còn tốt lắm. Còn cái loại mà không mùi thì sẽ dùng cái này. À. Này cái này nó chỉ dày xanh để chát để kim này. Cái này thì nó không mùi nhưng mà nhà nào mà ví dụ ở trong khu dân cư ấy, thì người ta dùng cái này nó không có mùi. À. Còn ở ngoài đồng ấy, thì đánh sông được. Ở đánh sông hơi mạnh. Cái này là cái này. Đấy, cái đấy là mình để chát để kim các loại sâu bọ chĩ bọ xít muỗi. Thế còn cái lấm nấm vi khuẩn thì bây giờ kết hợp một loại vitamin 720 cộng vi khuẩn. Dòng này thì có thể đánh với thuốc này được đúng không? Được, cái này là cộng được, cái này nó là khuẩn nhưng mà khuẩn kháng sinh. Cầm lên cho bà con xem. Đây là cái gì đây? Vitamin 720. Vitamin 720 các bạn nhé. Cái này đánh là ghẻ sạm bắt cua đúng không? Cái này là đánh nấm. Nấm. Còn ghẻ sạm bắt cua là cái này, hai cái này kết hợp. Hai cái kết hợp nhau. Thì là được cả khuẩn nấm luôn. Đốm lá gì sạm khuẩn cua, cả nấm. Cái thằng này thì nó là hoạt chất nó giống như là cái Zidomin 68 này. À, nó giống thế à? Cái này nó man con nhép với lại metanacin này. Cái này là 720. Cái này của Ấn Độ, nó cũng tốt lắm. Ừ. Đấy còn cái này vua nấm khuẩn rồi quay kia đúng không? Đấy, hai cái này kết hợp nhau mà. Cái này khuẩn này. Khuẩn cái này nấm này. Chống gảy sạm mắt cua, chống thứ mưa giờ đang mưa nhiều. Đấy. Còn kết hợp đây là cái thằng này là diệp sáp đúng không? Cái này diệp sáp. Diệp sáp cái con thằng này là cũng diệp sáp nhưng đằng diệp sáp. Này sông hơi. Đúng rồi. Nó mùi. Đúng rồi, mùi này sông hơi. Cái vừa đuổi được luôn. Đúng rồi, sông hơi. Đấy, còn các con chích hút cũng mùi nó sợ luôn. Cái này là đánh ở ngoài đồng được này. Ừ. Còn cái này là đánh trong khu dân cư này. Okay. Cái này là nó không có mùi. Ừ. Đấy còn cái thứ hai là đánh cái khi nào mà thời tiết ở cái mùa hè này là hôm nào mà thời tiết mà nó nắng nóng ấy, nó lên độ khoảng 38 và 9 độ trên 40 độ là nó hay bị cháy bưởi. Ừ. Thì ta có thể dùng cái bóc đô này. Bóc đô là chưa pha sẵn đúng không? Xung phát đồng. Xung phát đồng. Đồng nguyên chất đấy. COSO4. Cái này là kết hợp với vôi. Thế là hòa là thành bóc đô. Thì bóc đô đấy phun vào những ngày nắng nóng thì nó chống cháy nắng. Vì lại cái này nó tẩy mã rất tốt này. À. Tẩy mã dòng rêu. Mùa mưa này này. Là nó có lấm. Cái bám rêu đi anh. Đúng rồi. Rêu nó cứ bám vào quả mới ở cành này. Phun cái này vào thì nó vừa được là đốm lá thì chắc tẩy dòng rêu rất tốt. Cái này là phải pha vôi riêng, pha cái xung phát đồng này riêng. Cái đồng này là pha riêng, 1 cân đồng này, xung phát đồng này hòa nó khoảng 80 lít nước. Bên này lấy 1 cân vôi 20 củi, vôi củ, vôi tươi ấy, tôi xong rồi dùng ngay. Thì cái vôi đấy nó mới có nhựa, nó bám dính nó mới tốt, nó diệt khuẩn mới tốt. 20 lít. Còn cái vôi mà vôi tả ấy, vôi tả mà vôi để lâu rồi. 1 cân là 20 lít đúng không? Cái này là 1 cân hòa được 20 lít. 20 lít nước cộng với 80 lít nước của cái đồng này là thành 100 lít. Thế là đồng đổ sang vôi là 20 lít. Vôi 1 cân vôi là 20 lít. Là hòa 20 lít. Rồi. Thế còn cái này là 1 cân đồng này là 80 lít. Là được 100 lít. Là 100 lít. Thì đồng là phải đổ sang vôi. Đấy. Mới ra bóc đô được. Đúng rồi, nó mới ra bóc đô mà đổ ở đâu thì quấy đều ở đấy. Đúng rồi. Đấy. Thế là cái này nó cái này nó phun nó sẽ rẻ hơn các cái thuốc nấm kia. Nhưng mà nó mất công pha. Mất công pha. Nhưng mà cái này của nó tác dụng tốt. Tốt hơn. Kéo dài mà nó cháy chống cháy đỡ hơn. Còn bình thường mà nhiệt độ nó tầm 35-36 độ thì không cần phun cái này. Ừ. Nếu mà nhiệt độ nó phải cao quá. Ông nếu mà diện tích rộng thì người ta cần phun các loại này nó pha nó rẻ hơn phun thuốc kia. Nhưng mà phun nó hơi bất hơn. Bất hơn. Phải mất công pha. Nó tắc. Nhưng cái này đặc biệt các bạn và bà con để ý là nó không pha cùng với được thuốc. Thuốc sâu đâu. Đúng rồi, không phải nó chỉ đánh riêng thôi nhé. Riêng. Vì nó có gốc đồng là không đánh được các thuốc nó. Sẽ xảy ra phản ứng hóa học không đánh được. Đấy. Thế là mình chia sẻ cô anh Thái chia sẻ là chúng ta về mùa mưa thì nó hay bị kẻ sẽ bắt cua thì có thể phun có cách tuy nhiên các cửa hàng các nơi các bạn nó khác nhau thì có nhiều dòng tốt lắm quá. Còn đây là mình chia sẻ chỗ cửa hàng anh Thái thì có cái Zinvin 72 VKP với kết hợp với cái vua nấm khuẩn người ta diệt kẻ sẹo bắt cua một này là nấm các bạn thối nhũng các thứ này. Cái này là kết hợp với các loại thuốc diệt sáp. Phun được với thuốc diệt sáp hoặc là các loại thuốc này được. Đấy, đuổi sáp, đuổi ruồi, đuổi diệt sáp các thứ được hết. Nhưng với dòng cây xung phát đồng này các bạn pha là tỷ lệ bóc đô là pha với 1 cân này là 1 cân này pha 80 lít nước. Tám lít nước.
để ra cái phân đồng này và kết hợp với là 20 lít nước vôi, 1 cân vôi là các bạn mà hòa 20 lít xong ta đổ nó vào thì được ra bóc đô. Cái này thì không phun cùng với hai cái dòng này được các bạn nhé. Cái này thì phun riêng, chỉ có đồng với vôi không thôi. Đồng vôi thì ta bóc đô 1% đó. Còn nếu mà vườn nào mà có nhiều bọ xin mũi thì đánh cái này. Trong gì đấy, bốc sinh à? Bốc sinh, còn nhiều bọ bốc sinh này. Còn cái ruồi vàng thì... ruồi vàng bắt đầu nó có rồi. Thì dùng vậy, ruồi vàng là vẹt xanh không? Đấy, vẹt xanh là thì các bạn nếu mà có lục lon này thì các bạn có thể phun vẹt xanh cũng được bạn nhé. Lục lon rồi nó vừa đuổi ruồi vừa như các loại là cắn quả, cắn thiết rồi sâu đục quả các kiểu. Cái này là bọ mũi các thứ. Cái này nó không có mùi đâu. Nhưng mà phun nếu mà vườn nhà ai mà nhiều mũi phun cái này sạch bóng mũi này. Cái này nó vừa xua đuổi. Xua đuổi nhưng mà chính của nó là cái này là phun các bạn nhá, cái này là phun kết hợp với thuốc độc riêng thằng Bordô mà cái vứt đồng này pha vô là không phun với các loại thuốc thuốc bảo vệ thực vật này các bạn. Thế còn bây giờ là cái phun cái này mình sẽ làm tổng hợp cho các bạn với cái video luôn là bón bây giờ thì có cái bón cho bưởi thì mình đã có một số video nhưng mà vẫn phải dùng tùy theo vườn đúng không anh ha? Đúng rồi. Tức là vườn nào mà nó quả nó ổn định thì mình có thể bón 3 con cân đối cũng được. Nhưng mà cây nào mà nó yếu già mình có thể tăng vừa hàng đạm và kali cho cao dần cho bưởi nó chắc. Cây nào vườn nhà ai mà quả nó hơi nhỏ thì ta bón dòng đạm cao một chút nhưng nâng không cần nhiều. Ừ, 3 con cân đối được, 3 con 16 của Nga hoặc là 3 con 15 của bên Nhật cũng được. Nếu mà bưởi nhà nào mà nó hơi to rồi thì có thể là bón cái loại mà kali cao luôn. Kali cao hơn. Ừ, kali cao hơn. Một là dùng cái đây. Đây, một này. Có hai dạng. Một. Đây là có hai giọng bón cho giai đoạn này các bạn nhé. Một đằng là công thức là 15-5-25. Đây là hàm lượng cây là quả vẫn lớn và lớn chắc quả. Lớn mà chắc. Đây là các bạn nhé, NPK đây là đạm 15 này, nân là có 5 và kali 25. Là bón này là đạm vẫn quả vẫn lớn nhưng lớn được tư thế là chắc quả. Nân không cần nhiều các bạn nhé, như thế này cũng được này. Cái thứ hai là có thể dòng thằng Việt Nhật mà mọi khi mình hay bón. Đây, thì 11-17 cũng được các bạn nhé. 11-17. Cái này nó hai cái loại công thức này nó hoàn toàn khác nhau. Đúng rồi. Một đằng là cái Việt Nhật này là nó 100% kali sunfat. Sunfat nó thơm. Nhưng mà thơm ngon mà nó chắc quả. Nếu mà mỏng vỏ, nếu mà nhà nào mà nó bị sổ quả mà to thì phải bón cái này này. Cái kali sunfat. Đạm 11. Nó nâng 11 và kali 17. Và nó 13 lưu huỳnh. Đấy các bạn. Lưu huỳnh này nó cũng ngọt quả này. Lưu huỳnh nó thơm mà ngọt các bạn nhé. Đấy các bạn cho thêm đấy. Ma dê là bo kém nó đầy đủ cả vi nước luôn cho nên là ta bổ sung loại này cũng được giai đoạn này. Riêng cái thằng 11-17 này này, 100 kali sunfat này có thể thay thế bón các loại kali khác. Nếu như mà bưởi mà nó bị to quá là bón cái này là nó quả nó sẽ chắc quả và nó sẽ mỏng vỏ này. Nếu bón cho ổi hoặc là bón cho bưởi cũng rất ngọt cái này. Đúng rồi. Đấy. Mình hai mươi năm là mình đã quay rất nhiều video mình bón cái dòng này các bạn nhé. À, riêng cái thằng Việt Nhật này nhá có thể bón thay thế các loại kali khác. Bây giờ chẳng hạn mình ví dụ như năm trước mình đầu tư các cái loại kali kia, mình đầu tư bao nhiêu thì năm nay mình cũng đầu tư bằng từng ít tiền bón bằng cái này, nó sẽ hiệu quả hơn, ngọt hơn. Cái thằng này nó có cả magie mà. Magie. Đấy, magie là nó vẫn thơm ngọt. Thơm ngọt mà nó không hại dễ. Đúng, không hại dễ. Phát triển cả dễ. Đây nó có cả canxi nữa nhé. Canxi, magie, bo, kém cái sắt các bạn nhé. Đây có đủ. Đấy thì có hai loại, một loại là hai công thức này khác nhau là một đằng là kali clorua và một đằng là kali sunfat. Đây dòng kali sunfat các bạn. Đấy, 100% kali sunfat này. Cái này nó sẽ thơm. Thơm ngon mà nó chắc quả. Đúng rồi. Vỏ mỏng. Chất lượng sẽ ngon hơn cái clorua. Đấy, hai công thức đó hoàn toàn khác nhau. Mình cứ ngồi vào đây. Mình vừa quay một đoạn cái giữa cái phun giai đoạn này để chia sẻ các bạn ở cửa hàng bảo vệ thực vật của anh Thái Đỗ Bảy Thường Mỗ và cái bón kia. Còn nếu trường hợp có một số các bạn bà con gọi điện cho mình là bây giờ quả nó quá to rồi, quả to mà lá xanh thì các bạn có thể dừng NPK cho mình luôn, không cần bón thì cho nó ăn bớt thức ăn đi đã, chẳng có giờ mà mình bổ sung vào thì năm nay quả sẽ rất to so với năm ngoái. Bởi vì năm nay sao ạ? Năm nay thời tiết mưa nhiều, nó mát, quả nó lớn nhanh hơn, nó hấp thụ thức ăn tốt hơn năm ngoái, cho nên phải tùy theo mùa các bạn. Như năm nay mà các bạn bón nhiều nữa là quả sẽ cũng cuối năm là không bán được.
chúng ta để những cây bưởi nào mà nó khỏe quá thì các bạn phải dừng luôn để cho nó ăn bớt thức ăn đi, cho nó giãn cái thức, hoặc kéo dài cái thời gian giãn, hoặc bón rử, bổ sung kali luôn được, bón rử kali được. Tức là cây một số bạn gọi điện cho mình nhắn tin cho mình qua Zalo cách đây mấy ngày, kể cả hôm qua nay đều có, thì là nếu quả to các bạn có thể bón kali dần được khoảng 2-3 nặng, xong tháng sau để đánh kép 2 lần được. Bón kali để cho nó dừng lớn, Đi nó chắc quả nó vào cái lõi dần, cái lõi đẩy ra thì quả bưởi nó sẽ không bị dày vỏ. Thế nên bây giờ các bạn để ý nhá, vườn nào to quá, một là bón kali được rồi. Hôm nay là đã là 21-20 tháng tư âm rồi. Đúng rồi. Nó gần cuối tháng tư rồi. Thì nó chả mấy mà sang tháng năm âm, thì nếu cây nào mà già yếu thì các bạn dùng đạm cao như vừa rồi là 15 15 và 25. Kani là 15 và 25. Còn cây nào mà nó ổn định thì các bạn có thể bán vứt con 30 con 16 được. Hoặc là những cây mà nó cần ngon bưởi, chắc bưởi thì các bạn có thể bón 3 con 11, 17 thằng Việt Nhật vừa rồi mà mình đã quay đấy. Và cái này thì mình đã lấy bón chỗ anh Thái, lấy năm nào mình bón cái này, vì trong này nó có lưu huynh này và nó có canxi này đấy, nó là magie này, nó vừa thơm, chẳng lưu huynh mà magie nó rất thơm đấy, chứ là nó giống y như cái silic trong xương, nó có cả magie nó thơm, nó phát triển mùa rễ mà nó không hại rễ mùa mưa. Cái kali này nó là kali sinh phát nên là bón vào quả nó rất chắc, vỏ mỏng đẹp quả. Thế còn quả là mình lại nói lại một chút nữa là nếu quả to quá, cây xanh tốt rồi, nó quá dày, lá xanh mỡ màng rồi, quả nó đã lớn rồi, nó như bắt bắt ăn cơm rồi, thì tất nhiên ta dừng bón đã. Chỉ bón kali thôi. Đừng bón NPK mà cũng đừng tưới đỗ cá ngô ngâm gì nữa. Nhưng cây đấy mà tưới nữa là nó còn lớn, vì bây giờ mới là tháng 4, nó còn tháng 6, tháng 5, tháng 6, tháng 8 nó còn lớn nữa. Thì chúng ta phải cho nó đòi ăn. Còn bao giờ mà cảm thấy nó không lớn đủ cái size thì chúng ta lại bổ sung sau, không muộn. Còn bây giờ mà chúng ta bón thêm nó giàu dinh dưỡng là quả nó quá to, những cái mũ bảo hiểm với cái bát ăn cơ và cái đồ cơm điện thì chúng ta sẽ không bán được. Nó mất tiền rồi không bán được. Thế hôm nay mình chia sẻ với anh Thái này, mình đã đi xuống một số cửa hàng để xem có loại nào hay, thì hôm nay mình rảnh thì mình hẹn anh Thái mấy hôm nữa. Thì nay mình xuống chỗ anh Thái này để mình chia sẻ các video được cho bà con xem tham khảo, để chúng ta tập trung vào này. Bởi vì nhiều người đã bị có ruồi rồi. Đấy, và nhiều người thì bị diệp sáp thì ta đánh vào luôn bây giờ cho nó sạch sẽ. Và đặc biệt là chúng ta bón phải điều tiết cây luôn. Nếu là cây mà yếu thì ta tăng hàm lượng đạm 10 năm của thằng Nhật, thằng Nga nhỉ. Rồi. Nga. Bón kết hợp với cả cái silic trong sơn nữa mà. Ví dụ cái NPK mình bón được khoảng 10 cân thì mình chỉ bón được 5-6 cân thôi, 6-7 cân. Kết hợp 2 cân silic vào nữa thì nó phát triển sẽ cân đối hơn và nó hiệu quả sẽ cao hơn. Nó ăn được thức ăn kia nó không bị ngộ độc dễ. Bởi vì là nếu mà trong đất mà cái độ pH của nó mà thấp, nó cân đối thì nó sẽ hấp thụ được các cái dinh dưỡng khác tốt hơn. Đấy, thế cho nên là mình giảm cái NPK đi và mình bổ sung thêm cái silic sơn nào. Đấy. Đã chút. Bán bình thuốc chú. Vâng. Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn có qua ở khu vực gần đây hoặc là một số các cái tỉnh thành khác mà có cần ship thì các bạn có thể gọi điện thoại cho anh Thái. Thái ship cho. Thái đọc cho xong. Địa chỉ của mình là Đỗ Văn Thái, Đỗ 7, xã Thường Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội. Số điện thoại là 039-6698-644. Có anh Thái. Và số điện thoại của mình là 0973-380-995. Đây còn là dòng sầu. Các bạn vừa rồi mình vừa chia sẻ thì mình cũng chia sẻ luôn là các cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật ấy, thì các bạn có thể mua bất kể ở đâu, không cứ ở chỗ anh Thái, nhưng mà nếu mà các bạn mà ở đây mà có thì gần khu vực đây các bạn ra gần đây, còn nếu mà ở cái nơi việc địa bàn các bạn mà không có thì các bạn có thể bảo anh Thái ship cho. Còn phân bón thì các trái anh ở xa anh Thái không ship được, nó sẽ tốn tiền. Thì các bạn không có các cái công thức ở đây thì các bạn chọn ở cái nơi các cái cửa hàng bảo vệ thực vật ở nơi gần nhất các bạn, ở gần khu vực bạn sản xuất sinh hoạt, thì các bạn ra hỏi họ xem cái hàm lượng là kali cao dần để chúng ta tăng cường vào cho quả bưởi nó chắc bưởi. Toàn nhá, để chắc bưởi. Và chúng ta để ý là chúng ta chuẩn bị là phòng cả ruồi vàng, ngoài cái kẻ sẹo mắt cua, ngày một số bệnh nấm qua giai đoạn này thì chúng ta cũng bổ sung quánh diệp sáp. Nếu mà mưa nhiều có lộc lon thì ta quánh đem sâu bé bùa. Toàn nhá. Và để ý cho mình cả cái bón hàm lượng, nếu cây nào nó khỏe quá, tốt quá thì các bạn không cần bón NPK nữa, dừng luôn. Kể cả đạm, cá đỗ ngô ngâm chúng ta không nên bón nữa, để cho nó ăn bớt thức ăn trong đất đi. Không, quả bưởi to sẽ không bán được các bạn nhé. Nên là mình chia sẻ cho các bạn luôn. Còn các cái sản phẩm phân bón, nếu chúng ta ở gần nhất thì chúng ta ra cửa hàng gần nhất để cho đỡ mất công vận chuyển. Vì bao phân bón mà chú anh Thái mà vận chuyển đi xa chắc là khó, nhưng mà trong khu vực Đan Phượng, ngoài Đức đây hoặc là một số lân cận đây Phúc Thọ thì có thể là xuống nơi lấy, hoặc là có thể anh ấy nhiều thì anh chở cho. Còn ở xa chắc chắn nó vận chuyển nó sẽ tốn kém, thì chúng ta thì có thể ship các cái sản phẩm này. Còn nếu các địa bàn các bạn có các loại thuốc tốt rồi thì các bạn cứ dùng nhé. Đầu tiên thì mình chia sẻ có video để các bạn tham khảo thôi. Cảm ơn anh Thái nhé.
Xin chào các bạn.